Nghe Lữ xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi có những tin tức sau đây. Đối thoại nhân quyền là canh bạc biệt của Cộng sản Việt Nam. Mỗi dân tộc có sắc thái đặc thù riêng và để tạo nên khác biệt của từng dân tộc. Có những dân tộc để lại cái hậu thế các công trình kiến trúc đồ sộ khiến nhân loại phải ngưỡng phục. Và có những dân tộc để lại những tư tưởng gây ảnh hưởng lên một phần đời sống của con người. Những kiến trúc, tư tưởng đó có những ít nhiều xương máu, xác người đồng loại do tham vọng cá nhân hoặc do tham vọng của nhóm người nắm giữ quyền lực cai trị xã hội loài người. Nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật tân tiến ngày càng đa dạng, khiến khoảng cách địa lý quốc gia, con người được thu hẹp và sắc thái đặc thù của từng dân tộc cũng mờ nhạt dần, hợp cùng với giá trị tư tưởng mới, cơ cấu tổ chức mới, hệ thống luật pháp mới nhằm hướng tới mục đích giúp cho nhân loại giao tiếp, sống chung hòa bình. Do đó mỗi quốc gia không còn là ốc đảo toàn quyền tự tung tự tác. Một quốc gia không thể tiến bộ, phát triển nếu không hội nhập vào đời sống của toàn nhân loại. Và khi hội nhập, phải chấp nhận luật chơi chung của cộng đồng nhân loại. Không thể tai ký kết mà miệng lại kêu chúng tôi có sắc thái đặc thù riêng. Nói thế là láo, lừa, biệt bộm, không thể chấp nhận được. Bởi không thể trong một trận túc cầu, mọi cầu thủ đều dùng chân chơi bóng mà mình lại dùng cả tay lẫn chân, và vô tư lô lo rằng đặc thù chơi bóng của chúng tôi là cả tay lẫn chân được. Nếu nghĩ rằng chơi bóng cả tay lẫn chân là hấp dẫn hơn, hay hơn, điều trước tiên phải vận động, thuyết phục, thay đổi luật chơi, chứ không nên tùy tiện rồi bảo là đặc thù bóng đá của tôi là dùng chân lẫn tay được. Theo chiều hướng đó, có nhiều tổ chức quốc tế được thành lập và Liên Hiệp Quốc là tổ chức tương đối công bằng. Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tạo điều kiện, tạo cơ hội bình đẳng cho các quốc gia thành viên có tiếng nói như nhau, được quyền lên tiếng phản đối, cũng như vận động các thành viên khác sửa đổi các điều luật lạc hậu, mang tính áp chế và không công bằng trong cơ cấu tổ chức chung này. Thế cho nên, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên Liên Hợp Quốc đã ký kết gia nhập Liên Hợp Quốc phải có bổn phận chấp hành luật pháp quốc tế, bởi Việt Nam không bị cấm phát biểu ý kiến, cụ thể là mảng nhân quyền. Việt Nam được quyền chỉ ra những điều lệ bất cập, được yêu cầu sửa đổi để tổ chức chung ngày càng tốt hơn, chứ không thể bao biện nói đặc thù nhân quyền của tôi khác với nhân quyền của các anh, rồi ngang nhiên vi phạm hiệp ước đã ký kết. Đến khi bị quốc tế lên tiếng cảnh báo, lại ra rã chống chế, dễ đành đạch ăn dạ mà bảo là các thành viên Liên Hợp Quốc xen vào công việc nội bộ, Việt Nam xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của luật pháp Việt Nam và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, quyền con người được bảo đảm và phát huy ở nước tôi. Thế thì hãy nhìn vào một vài vụ việc cụ thể đã, đang và xảy ra ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đem đối chiếu với các điều luật quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một trong nhiều hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia, xem Cộng sản Việt Nam có vi phạm hay có thực tâm thi hành không. Một trong lời mở đầu, một phần của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền có đoạn viết xét rằng nhân quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là dùng dạy chống lại độc tài và áp bức. Vậy trong nước Việt Nam hiện nay, nhân quyền có được luật pháp bảo vệ không? Khi dục hình tra tấn trong trại tù, trại tạm giam gây chết người, gây thương tật suốt đời cho nhiều cá nhân suốt từ Bắc chí Nam, như trường hợp Nguyễn Văn Khương ở tỉnh Bắc Giang, Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội bị đánh chết vì tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương bị tra tấn đến chết vì bị nghi là ăn cắp trong một hãng sản xuất vỏ xe của Hàn Quốc, Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ vì nghi có liên quan đến cờ vàng, vân vân. Còn nhiều, rất nhiều trường hợp Nguyễn Văn Khương, Trịnh Xuân Tùng, Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Hữu Tấn, vân vân đã bị tra tấn nhục hình dã man, chết âm thầm trong trại tạm giam, trại tù mà không được nhiều người biết tới. Vì thân cô, thế cô, vì thân phận nghèo nàn ít học, thấp cổ bé miệng, nên công lý không đến với họ. Cũng như có rất nhiều người dân rời trại giam với thân tàn má dại, sống dở chết dở, rồi chết trong đói nghèo bệnh tật do hậu quả của nhục hình tra tấn dã man như thời Trung Cổ gây ra. Như thế,
nghi thức quyền con người có thật sự được bảo đảm và phát huy, hay nhân quyền được bảo đảm chỉ là những lời bịp bợm dối trá của quan chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Điều 9 của tuyên ngôn có ghi ngắn gọn khá rõ: không ai bị bắt bớ tùy tiện, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán. Vậy vị bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân cùng một số người đứng trên vỉa hè cách xa tòa án xét xử công khai, hai bao cao su đã qua sử dụng của cụ Hà Vũ, vài trăm mét mà bị tấn công bằng dùi cui, roi điện, quăng lên xe đặc chủng, đưa về đồn công an tạm giữ, xong đưa về nhà khám xét, thu giữ tài sản, nhốt thêm nhiều ngày nữa rồi thả ra không một lời giải thích. Cũng như chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giữ theo điều luật 88 vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước với các khẩu hiệu khởi tố Formosa, Formosa get out, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, ngừng xả thải ra biển, vân vân. Còn bao nhiêu người? Còn bao nhiêu người như Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Hoàng Bình bị bắt giam tùy tiện, bị tra tấn tùy tiện, kiểu không có tội đánh cho có tội đánh cho chừa, độc ác, man rợ như thời Trung Cổ. Thử hỏi với việc bắt, thả, khảo tra tùy tiện đó, quyền con người có được luật pháp bảo vệ trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? 3. Điều 23 khoản 4 có nêu rõ: mọi người đều có quyền thành lập và tham gia vào các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo điều luật này thì công nhân Nguyễn Tấn Hoành, tức Đoàn Huy Chương, thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi trước hết là cho mình, cho các công nhân khác. Theo luật pháp quy định, tại sao lại bị bắt nhốt tù? Sau khi ra tù, bạn trẻ Nguyễn Tấn Hoành không từ bỏ mục tiêu đấu tranh. Anh đã cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh giúp công nhân đòi quyền lợi chính đáng cho thành phần lao động, giai cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước và xã hội, vì biết rằng mọi người đều có quyền nghỉ ngơi giải trí, kể cả việc hạn chế hợp lý số giờ làm việc và các ngày nghỉ định kỳ có trả lương. Điều 24 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Chắc chắn là các bạn trẻ này không có động lực nào khác hơn là tình đồng loại giữa người với người. Họ không thể đứng nhìn đồng bào mình bị bọn tài phiệt quốc tế cấu kết với quan tham ngu tối, ác độc, bóc lột, mồ hôi công sức trong môi trường làm việc tồi tệ và bị đối xử không được như một con người. Nếu đứa không muốn nói là bị đối xử như con thú. Mọi người đều thấy, đều biết, kể cả những kẻ có quyền chức, nhưng tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Những bất công, những tiếng kêu đau thương ngất trời, những vụ việc tự tử trong đồn công an đã diễn ra khá lâu, không còn là chuyện cá biệt. Thế mà ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không thể bảo rằng nhà nước không nghe, không thấy, không biết được. Mới đây chúng táo tợn cắt cổ nạn nhân Nguyễn Hữu Tấn trong phòng tạm giam như khủng bố IS. Thế luật pháp ở đâu? Luật pháp nào bảo vệ quyền con người, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền được sống trong nhà nước xã hội chủ nghĩa này đấy? 4. Điều 30 điều luật cuối cùng của bản tuyên ngôn có chốt lại như sau: không một điều nào trong bản tuyên ngôn được hiểu và ý cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhận ở trong bản tuyên ngôn này. Qua vài dẫn chứng cụ thể ở trên và điều luật cuối của bản tuyên ngôn đã chỉ ra một thực tế là nhân quyền không được bảo đảm thực thi trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngang nhiên vi phạm hiệp ước, ngang nhiên cướp lời cưỡng ý tự do nhân quyền được thừa nhận trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luôn dùng thủ đoạn gian manh dối trá trong đối thoại nhân quyền với các nước tự do dân chủ tiên tiến trên thế giới, chứ không thực tâm cải thiện nhân quyền. Họ sử dụng đàm phán nhân quyền như giải pháp đối phó tình thế, chứ không thực tâm tạo cơ hội thăng tiến nhân quyền. Đến cả các nước danh binh vạch trần, đưa ra chứng cứ vi phạm nhân quyền cụ thể, họ lại bảo luật pháp có quy định quyền con người, nhưng cấp dưới làm sai hoặc không chấp hành và họ hứa hẹn sửa đổi, nhưng không bao giờ có tiến bộ trong đối thoại nhân quyền. Đàm phán nhân quyền của Cộng sản Việt Nam với các nước dân chủ văn minh, với các cơ chế quốc tế không có điểm dừng, không mang đến kết quả tích cực nào cả, bởi Cộng sản luôn dùng đối thoại nhân quyền như lá chắn bảo vệ độc tài đảng trị của họ mà thôi, chứ chúng không thật tâm cải thiện nhân quyền, thực thi nhân quyền. Tóm lại, nhờ phát minh khoa học kỹ thuật, thế giới ngày càng tiến bộ, con người
ngày càng văn minh hơn, cái riêng, cái đặc thù của mỗi dân tộc ngày càng phai nhạt dần. Thay vào đó là cái chung, cái tốt lành của toàn nhân loại. Cộng sản Việt Nam không thể giữ mãi mấy cái loa ở góc phố, treo trên thân dừa ở các làng quê, rỉ rả bên tai sáng sáng chiều chiều, hay ngập tràn khẩu hiệu đỏ rực trời danh mắt khắp cả nước: sống làm việc theo hiến pháp và luật pháp, công nghiệp hóa hiện đại hóa vân vân, sống học tập và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vân vân, hoặc làm theo kiểu cách trong thời đại Hồ Chí Minh hô hào phát động phong trào xóa nạn mù chữ để dân chúng biết đọc biết viết, Đảng Quang Vinh Hồ Chí Minh vĩ đại. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, nhớ bấm nút like, share video cũng như đừng quên bình luận. Xin cảm ơn.